sẽ là một tình huống dứt điểm thẳng hay là một tình huống phối hợp đây? Hãy ba lô rất quê à, và tỷ số được đưa lên 2-0. Một cú dứt điểm ngay của Hạnh Ba Lô và đã đem về bàn thắng thứ hai dành cho Lucifer ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một cú đá phạt rất bất ngờ. Chúng ta xem lại một lần nữa. Cú dứt điểm đi chìm và bóng đã phá đi bóng của anh Quế Côi. Tỷ số được dựng ngã xuống còn 1-2 dành cho Đào Tây Nguyên. Nỗ lực cá nhân đến với Lê Hữu Anh Quốc. Quốc Quảng Sơn là người có thể chơi tốt cả sân 7 lẫn sân 5. Ở sân 5 thì anh chơi Ala. Cùng với đó là bên phía Lucifer sẽ là sự góp mặt của Quốc Duy. Rồi sẽ thay đó là Hoàng Minh và bàn thắng tiếp theo. Bàn thắng tiếp theo ở trong trận đấu ngày hôm nay dành cho các thủ Lucifer. Ngay khi có những sự thay đổi người thì lập tức cao thủ Lucifer đã có thêm bàn thắng. Điều khiển chính ở trong trận đấu này đó là tổ trọng tài, trọng tài 1 ông Nguyễn Kim Việt Bảo. Rất nguy hiểm và lưới của bác sĩ Hà đã rung lên. Một quả đá phạt cực kỳ đẹp mắt của Huỳnh Tấn Cường. Tất cả đã phải sững sờ với pha bóng vừa rồi. Bóng đi vào một góc cực kỳ hiểm. Một pha đá phạt không chê vào đâu được và chắc chắn đây sẽ là một trong những bàn thắng được đề cử vào hạng mục bàn thắng đẹp nhất của vòng 2. Lúc này vẫn đang là 0-0. Phản công dành cho các thủ Hồng Lạc. Thôi, qua người thành công. Đây thôi! Và lại một lần nữa thì các thủ Hồng Lạc lại vươn lên. Thắng thì ắt phải trả giá. Và lại một lần nữa ở trong trận đấu ngày hôm nay, Tuấn Vũ lại để thua trước một đại diện đến từ Đà Lạt ở trong hiệp 1. Một pha phối hợp rất có bài vở đến từ cầu thủ Hồng Lạc. Pha đi bóng là của Lê Hoàng Kỳ.